Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách ẩn ứng dụng đã cài đặt trên điện thoại. Mình đã chia sẻ rất nhiều cách ẩn rồi. Nếu cần thiết mà các bạn vào search video của kênh để xem tham khảo. Cách ẩn cho điện thoại hệ điều hành Android hay iPhone đều có. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách này trên điện thoại hệ điều hành Android mà điện thoại đó không có tính năng ẩn trong phần cài đặt trên máy. Nghĩa là mình sẽ dùng ứng dụng của bên thứ ba để ẩn. Bây giờ để ẩn ứng dụng thì mình làm như sau. Đầu tiên mình vào Search Play. Mình sẽ gõ cái từ khóa là calculator vào như thế này. Tiếp theo mình sẽ bấm cài đặt ứng dụng. Đây là biểu tượng ứng dụng nè. Bấm cài đặt. Ứng dụng khoảng 11 MB thôi nên việc tải và cài đặt rất là nhanh. Ứng dụng rất là nhẹ. Sau khi cài đặt xong, bấm mở. Ứng dụng nó hướng dẫn nè, vui lòng nhập 6 chữ số để làm mật khẩu của bạn. Các bạn đặt mật khẩu tùy ý. Ví dụ ở đây mình sẽ đặt mật khẩu là 123456. Bấm xác nhận. Nhập lại mật khẩu 123456. Tiếp theo ứng dụng nó hướng dẫn nè, nhấn vào phím cộng để ẩn hoặc là nhân bản ứng dụng tích chọn vào chỗ cộng nè. Tiếp tục mình sẽ bấm vào biểu tượng cài đặt nè. Ở cái mục là thông báo ứng dụng nè, các bạn chọn vào chứng minh nè, tắt thông báo ứng dụng đi. Và ở cái mục là chọn icon ứng dụng nè, các bạn tùy chọn. Trong này nó có rất nhiều icon của ứng dụng, các bạn tùy chọn theo ý của mình. Ở đây mình sẽ để icon mặc định. Bấm trở lại. Bấm trở về màn hình chính nè. Đây là icon của ứng dụng mình vừa cài đặt nè. Ứng dụng được ngụy trang bằng ứng dụng máy tính giống như ứng dụng máy tính thông thường và bạn có thể sử dụng ứng dụng này để cộng trừ nhân chia tính toán bình thường nè. Sử dụng giống như một ứng dụng máy tính thông thường. Ví dụ bây giờ mình sẽ ẩn những ứng dụng này Zalo Messenger hay Momo nè vào ứng dụng. Nhập mật khẩu lúc nãy mình đã đạt nè, để vào ứng dụng nè, 123456. Tiếp theo mình sẽ tích chọn vào dấu cộng nè, chọn ứng dụng mà mình muốn ẩn. Ví dụ mình sẽ ẩn ứng dụng là Messenger nè. Bấm vào chữ Inbox. Như vậy là ứng dụng nó đã nhân mở một ứng dụng Messenger trong ứng dụng này. Bây giờ mình muốn ẩn ứng dụng Messenger ngoài màn hình chính thì các bạn tích chọn. Bấm vào chữ 2 nè. Tiếp theo mình sẽ chọn vào dòng chữ là gỡ cài đặt nè. Bấm OK. Như vậy là mình đã gỡ cái ứng dụng Messenger ngoài màn hình chính. Tiếp theo mình sẽ ẩn một ứng dụng khác này vào dấu cộng này. Ví dụ ở đây mình sẽ ẩn ứng dụng Momo này. Bấm Import. Sau khi ứng dụng nó nhân bảo một ứng dụng Momo này, tích chọn này. Bấm vào chữ 2 này, chọn lấy cái dòng là gỡ cài đặt này. Bấm OK. Như vậy là ứng dụng đã gỡ Momo ngoài màn hình chính. Tiếp theo mình sẽ ẩn một ứng dụng khác này vào dấu cộng này. Ví dụ ở đây mình sẽ ẩn ứng dụng Zalo này, tích chọn này. Bấm Import. Tiếp tục bấm vào Zalo này. Bấm 2 này. Tiếp theo bấm vào gỡ cài đặt này. Bấm OK. Như vậy là ứng dụng đã gửi Zalo ngoài màn hình chính nè. Bây giờ mình sẽ trở về màn hình chính nè. Ba ứng dụng lúc nãy mình đã ẩn đi nè, Zalo, Momo hay là Messenger, không còn ngoài màn hình chính nữa, đã bị gỡ đi. Vào lại ứng dụng nè, nhập mật khẩu. Và bây giờ các bạn sử dụng ứng dụng bình thường giống như ứng dụng ngoài màn hình chính. Còn nếu các bạn muốn thay đổi mật khẩu ứng dụng bằng một mật khẩu khác thì các bạn tích chọn vào chữ icon nè. Bấm vào cái chữ là reset pin nè. Nhập 6 chữ số để làm mật khẩu của bạn nè. Lúc nãy mật khẩu là 123456. Bây giờ mình sẽ nhập mật khẩu là 123123. Xác nhận nè. Nhập lại 123123. Còn nếu các bạn muốn bảo ẩn ứng dụng thì chọn ứng dụng mình muốn bảo ẩn nè. Sau đó kéo vào chữ xóa nè. Bấm xác nhận nè. Tích giữ vào ứng dụng mình muốn gỡ nè. Kéo đăng ký xóa nè. Bấm xác nhận. Bấm trở về màn hình chính. Cái khuyết điểm của ứng dụng này là khi mình bỏ ẩn là mình xóa ứng dụng, nó không khôi phục lại ứng dụng ngoài màn hình chính giống như ban đầu. Cách ẩn ứng dụng như thế này rất hữu ích trong một số trường hợp. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.